Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: và cũng như thời ông Noê, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của Con Người sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày Con Người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau say bọt thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Thân ái kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ta đang sống trong trung tuần của tháng 11, nghĩa là gần những tháng ngày cuối của năm dương lịch 2020. Nhìn lại một năm đã qua, ta thấy trong năm qua, thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng, rất nhiều biến cố quan trọng xảy đến, và hình như chỉ là những biến cố đau thương, buồn xảy đến cho con người chúng ta. Virus Corona nó xảy đến cướp đi bao hàng trăm hàng triệu sinh mạng con người trên thế giới, làm đảo lộn tất cả mọi sinh hoạt của con người chúng ta. Và khi mà virus vừa mới lắng xuống, nghĩa là chúng ta bắt đầu dần dần chấp nhận nó, làm quen nó, thì ở Việt Nam chúng ta trong những ngày qua, tháng qua thì lại xảy ra biết bao nhiêu biến cố đau thương hơn nữa. Đó là bão chồng bão, lũ chồng lũ. Nhà tan, cửa nát, trâu bò, heo gà, mùa màng hoa trái bỗng chốc trôi vào biển cả. Và không những là trâu bò lợn gà, trâu bò mùa màng, mà ngay cả mạng sống của chúng ta cũng vậy. Chỉ trong một chốc lát bị nước cuốn trôi vào biển cả, bị núi lở đè xuống, để lại bao nhiêu là đau thương cho nhân loại, cho những người thân yêu của chúng ta. Vậy thì đứng trước những biến cố đó, có lẽ nhiều người chúng ta cũng thấy bất ngờ, thấy hoang mang, thấy lo lắng. Vâng, bất ngờ, cái chết luôn luôn là bất ngờ. Nhưng không bất ngờ đối với lời của Chúa, đối với những gì mà Kinh Thánh, mà Tin Mừng nói cho chúng ta. Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa cùng nói cho chúng ta biết, cái ngày của con người đến cũng như vậy. Thiên hà cứ lo dừng vợ gạ chồng, cứ ăn với uống, cứ nhầu với nhẹt, cứ lo làm giàu, cứ lo ích kỷ, cứ lo tìm cách cho lòng tham của mình, cái túi tham của mình được đầy. Nhưng mà khi ngày đó ập đến thì người ta trở tay không kịp. Những chuyện mà con người sẽ chết là đương nhiên. Chúa đã cảnh tỉnh chúng ta, và Chúa mời gọi chúng ta phải tỉnh thức, phải sẵn sàng. Tỉnh thức và sẵn sàng theo bài Tin Mừng hôm nay, đó là tìm cách cho đi mạng sống của mình để hy vọng có thể cứu lại được. Tìm cách từ bỏ mạng sống của mình. Tìm cách từ bỏ ở đây được hiểu theo nghĩa là thôi, bỏ đi cái lòng tham, bỏ đi tính ích kỷ, bỏ đi tính giành giật, bỏ đi những mưu mô tính toán làm lời cho mình mà không phục tùng mẹ thiên nhiên, không phục tùng
Thiên Chúa. Tìm cách lấy giữ lấy mạng sống mình đó là bằng cách sống tuân phục mẹ thiên nhiên, tuân phục Thiên Chúa, đi trong đường lối của Chúa. Còn nếu chúng ta vẫn cứ tìm cách ăn với uống giường vợ gả chồng, nghĩa là tìm cách vơ vét, tìm cách làm giàu cho mình, đắp cho nhiều thủy điền, phá rừng, tìm lời cho mình, thì rồi cái chết cũng sẽ chạy đến với ta và ta cũng không mang được gì cả. Còn cứu lấy mạng sống mình đó là chúng ta chấp nhận sự giới hạn của mình để mình sống phải hòa hợp thiên nhiên, với mẹ trái đất, với thiên nhiên vạn vật. Và nhất là sống trong giáo huấn và đường lối của Chúa. Xin cho mọi người chúng ta nhận ra sự mong manh của chúng ta đây, và để từ đó ta biết sống cho Chúa và sống cho tha nhân nhiều hơn. Sống cho Chúa đó là phục tùng Thiên Chúa, dành thời gian cho Chúa. Sống cho tha nhân đó là yêu thương tha nhân, phục vụ tha nhân, nhất là những con người nghèo, những con người thân yêu của chúng ta. Xin mẹ Maria là đứng luôn phục tùng Thiên Chúa, đi trong đường lối của Chúa, cầu thay nguyện chúc cho tất cả chúng ta. Amen.